chào đến quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình tin tức cùng SET TV, chương trình do Sài Gòn Entertainment Television thực hiện. Và chương trình sẽ cập nhật những tin tức trong nước và thế giới đến cho quý vị khán giả. Và ngay bây giờ là một vài bản tin có trong ngày. Xin mời quý vị khán giả cùng đón xem. Niger hủy hợp tác quân sự với Mỹ. Na Mây thông báo hủy hợp tác quân sự với Washington, cáo buộc phái đoàn Mỹ vừa đến thăm Niger không tuân theo nghi thức ngoại giao. Theo phía chia sẻ đến từ Đại tá Amadou Abdramane, phát ngôn viên chính quyền quân sự Niger ngày 16 tháng 3 cho biết nước này đã quyết định hủy bỏ ngay lập tức thỏa thuận cho phép quân nhân và nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ hoạt động tại Niger. Abdramane cáo buộc phía Mỹ không tuân thủ các nghi thức ngoại giao khi không thông báo trước cho Niger về thành phần phái đoàn cũng như thời điểm mà họ tới quốc gia này. Ông cho biết hai bên đã thảo luận về tiến trình chuyển tiếp quân sự hiện tại ở Niger, hợp tác quân sự giữa hai nước và cách Niamey chọn đối tác trong cuộc chiến chống lại phiến quân có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Theo Adramane nói thêm, Niger lấy làm tiếc khi mà phái đoàn Mỹ quyết định phủ nhận quyền của người dân Niger trong việc lựa chọn đối tác và cách hình thức không phối hợp đủ khả năng giúp chúng tôi chống lại chủ nghĩa khủng bố. Quan chức này cũng cho biết thêm, Niamey lên án mạnh mẽ thái độ trịch thượng và kèm theo lời đe dọa trả đũa từ người đứng đầu phái đoàn Mỹ đối với người dân và chính phủ Niger. Ông khẳng định sự hiện diện của quân đội Mỹ ở nước này là bất hợp pháp, cũng như việc vi phạm về quy định dân chủ và hiến pháp, do điều này đã được đơn phương áp đặt với quốc gia châu Phi vào năm 2012. Trích lời chia sẻ từ phía của Abdramane, Niger không biết có bao nhiêu quân nhân và nhân viên dân sự Mỹ đang hoạt động ở nước này. Thỏa thuận hợp tác quân sự giữa hai nước không quy định binh sĩ Mỹ phải đáp ứng yêu cầu hỗ trợ chống lại phiến quân của chính phủ Niger. Tính tới thời điểm năm 2024, thì vẫn chưa có một con số cụ thể, nhưng truyền thông Mỹ đã cho biết có khoảng 1.100 binh sĩ đồn trú tại Niger tính tới năm ngoái. Hoạt động của lực lượng Mỹ tại đây bị hạn chế sau khi quân đội Niger vào tháng 7 năm 2023 tiến hành cuộc đảo chính và lật đổ cựu Tổng thống Mohamed Bazoum, đồng minh của phương Tây. Và giống với các chính quyền quân sự ở hai nước láng giềng Mali và Burkina Faso, chính phủ mới của Niger sau đó yêu cầu quân đội Pháp và các lực lượng châu Âu khác rời khỏi quốc gia này, chuyển hướng sang tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía của Nga. Dự báo thảm khốc của nhà kinh tế Trung Quốc về cuộc khủng hoảng tỷ lệ sinh sản tại quốc gia này. Khi tỷ lệ sinh sản của quốc gia này đang trượt dốc dần tăng lên, nhà kinh tế học nổi tiếng Ren Jiabin đã cảnh báo nước này có thể đạt đến điểm không thể quay trở lại, trừ khi đưa ra các biện pháp sâu rộng để hỗ trợ thai sản và gia đình. Từ phía chia sẻ của ông Ren Jiabin, cảnh báo về lâu dài, với tỷ lệ sinh thấp của Trung Quốc và số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh sản giảm đáng kể, rất khó đảo ngược tình thế xu hướng giảm dân số nếu không có chính sách hợp lý, hiệu quả để khuyến khích sinh sản. Dù đây là quốc gia đông dân, nhưng năm 2023, quốc gia 1,4 tỷ dân này đã chứng kiến liên tiếp 7 năm trời số lượng sinh sản giảm đáng kể. Nó cũng có thể đếm được là số ca tử vong nhiều hơn số ca sinh sản trong 2 năm liên tiếp, giảm 2,08 triệu người tương đương với số dân của New Mexico, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết. Hiện tại thì các quan chức nhà nước hy vọng rằng là năm 2024, một năm ròng tốt lành, thì sẽ có một cái sự chuyển biến tốt đẹp từ phía của các gia đình cũng giống như là các cuộc hôn nhân đang dần phát triển nhiều hơn vào năm 2023. Việc Trung Quốc nới lỏng chính sách một con kéo dài hàng thập kỷ kể từ năm 2016 và chính sách hai con vào năm 2021 đã có rất ít tác dụng. Trong khi đó, thì chi phí sinh sản ngày càng tăng cao, đặc biệt là các thành phố lớn trùng hợp với sự thay đổi chung về thái độ và nuôi dạy trẻ em trong các thế hệ. Trong những năm gần đây, thì chính quyền địa phương đã đưa ra một loạt các biện pháp nhằm khuyến khích nuôi dạy trẻ em, chẳng hạn như là trợ cấp sinh sản, cải thiện bảo hiểm thai sản và ưu tiên ở nhà. Nhưng theo phía của nhà kinh tế, ông Brand cho biết thì cần phải làm điều này nhiều hơn nữa. Ông kêu gọi chính phủ kéo dài tối thiểu sinh sản là từ 14 tuần, hiện tại tăng cường hỗ trợ và nghỉ thai sản. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô, mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là
sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng, viên tinh chất giá 270 đô hộp 180 viên, dạng nước giá 260 đô hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Và ngay bây giờ là một vài bản tin thời sự liên quan tới chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Lính Ukraine khốn khổ vì sát thủ bóng đêm. Vừa qua, lính Ukraine đã nói là drone chuyên tập kích ban đêm của Nga đã được tăng cường tầm bay và gây ra nhiều tổn thất cho họ. Theo một thành viên đơn vị trinh sát trên không của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 58 Ukraine, lực lượng Nga đang triển khai thiết bị bay không người lái với góc nhìn thứ nhất FPV, có khả năng đang tác chiến ban đêm và tần suất lớn theo hướng thành phố Volada của tỉnh Donetsk. Họ mang theo drone và có thể hoạt động vào buổi tối tới mặt trận này và đang tích cực sử dụng chúng. Các thiết bị này được cải tiến để nâng tầm bay và chúng tôi đang khốn khổ vì chúng, một binh sĩ Ukraine cho hay. Được mệnh danh là sát thủ bóng đêm, các mẫu drone này của Nga đang được trang bị hai loại camera, gồm camera nhẹ ánh sáng có thể quan sát trong điều kiện ánh sáng tối thiểu và camera ảnh nhiệt có khả năng nhìn rõ binh Ukraine trong bóng tối thông qua tín hiệu nhiệt phát ra từ cơ thể của họ. Lực lượng Ukraine hiện thường xuyên di chuyển vào trong đêm để giảm thiểu sự nguy cơ bị tập kích đối với đối phương. Song sự xuất hiện của drone hiện tại đang là sát thủ bóng đêm khiến cho chiến thuật này không còn hiệu quả nữa. Một binh sĩ có biệt danh là Powder cho biết là lực lượng nước này ở Donetsk đã áp dụng biện pháp ngụy trang để đối phó với drone của FPV, chuyên tập kích vào ban đêm. Tuy nhiên, bên phía binh sĩ đã thừa nhận là không có cách này hiệu quả 100%. Chúng tôi phải tính toán kỹ lưỡng các bước di chuyển để đề phòng trường hợp bị đối phương tấn công bằng loại drone này. Theo tạp chí Kyiv Post, nhận định về điểm yếu của drone sát thủ bóng đêm là chúng được trang bị camera có độ phân giải thấp hơn so với các dòng camera thông thường, song vẫn đủ là một vũ khí có khả năng thay đổi cục diện chiến trường. Tờ báo này cũng cho biết thêm Ukraine cũng sở hữu công nghệ drone sản xuất thiết bị camera ảnh nhiệt, song mức giá quá cao của loại vũ khí này khiến cho chúng không được Kyiv coi là ưu tiên. Hiện đã chưa rõ là Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt mẫu drone sát thủ này hay chưa, song một chỉ huy của Ukraine thừa nhận Moscow có đủ khả năng, đủ trình độ để mà chế tạo loại vũ khí này trên mức độ công nghiệp. Tổng thống Pháp Macron, phương Tây có thể cần đưa quân vào Ukraine trong tương lai. Vừa qua, Tổng thống Pháp nói với phương Tây có thể cần phải mở chiến dịch trên bộ Ukraine vào một thời điểm nào đó, song Paris sẽ không phải khởi xướng. Tôi không muốn điều này và cũng không phải là người khởi xướng, song có thể là vào một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ cần phải tiến hành chiến dịch trên bộ, bất kể là hình thức nào để chống lại lực lượng của Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn đăng tải vào ngày 16 tháng 3 vừa qua, Pháp có đủ sức mạnh làm điều đó. Tổng thống Macron tháng trước gây tranh cãi rất là nhiều khi mà ông không loại trừ khả năng triển khai bộ binh tới Ukraine trong tương lai và điều được cho là cấm kỵ và có thể khiến cho NATO bị cuốn vào cuộc chiến với quy mô lớn với Nga. Quốc gia này đang sở hữu vũ khí hạt nhân. Một số nước Đông Âu ủng hộ ý tưởng của ông Macron, song Đức và nhiều quốc gia châu Âu khác hiện tại đang phản bác. Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo về nguy cơ xung đột hạt nhân sau phát biểu của ông Macron. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói nước này sẽ xóa bỏ lằn ranh đỏ với Pháp. Dù vậy, ông Macron vẫn từ chối rút lại quan điểm của mình. Tổng thống Pháp vào ngày 14 tháng 3 đã cảnh báo Nga sẽ mở ra một cuộc xung đột sang những nơi khác nếu đánh bại Ukraine, đồng thời kêu gọi châu Âu đừng yếu đuối và sẵn sàng đáp trả. Giới phân tích nhận xét là ông Macron dường như muốn ghi điểm với chính trị và thể hiện sức mạnh tập thể của NATO, trong bối cảnh quân đội Ukraine liên tiếp hứng chịu nhiều thất bại trên chiến trường. Tuy nhiên, ý tưởng điều quân tới Ukraine cùng với mâu thuẫn liên quan đến việc chuyển giao tên lửa tầm xa cho Kyiv đang đe dọa gây ra rạn nứt trong quan hệ giữa các nước NATO, đặc biệt là Pháp và Đức. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết hiện tại đang phản ứng quyết liệt trước các tuyên bố của ông Macron vừa qua. Tổng thống Macron đã gặp Thủ tướng Scholz và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Berlin vào ngày 15 tháng 3, nhằm hàn gắn bất đồng và thể hiện sự đoàn kết với Ukraine. Sau cuộc họp, thì ông Macron cho biết là ba quốc gia sẽ đoàn kết trong nỗ lực ngăn cản không để Nga chiến thắng và cam kết hỗ trợ người dân Ukraine cho đến thời khắc cuối cùng. Thủ tướng Scott cũng cho biết lần là ba nước này đang thiết lập liên minh để cung cấp rocket tầm xa cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh họ sẽ không từ bỏ ủng hộ Kyiv. Chưa rõ đây là liên minh do ba nước xây dựng hay là một phần trong đề xuất liên minh cung cấp tên lửa tầm xa được nhóm liên minh quốc phòng Ukraine đưa ra vào tháng 2 vừa qua.
Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì hắc sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm gum sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức cùng SET TV ngày hôm nay. Ngọc Ánh rất là cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới.